Thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ thực hiện phạt nguội các lỗi vi phạm về các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường bộ qua hệ thống camera giám sát. Theo đó, thanh tra giao thông thành lập hai tổ kiểm tra ô tô khách ngoài giờ hành chính, buổi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ, buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ để kiểm tra các phương tiện ô tô kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, Việc kiểm tra xử lý có sử dụng dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera giám sát giao thông của thành phố để nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm hành chính, từng bước tiến tới việc áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số tại cơ quan thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Nghị định số 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3, quy định ô tô điện chạy pin trong vòng 3 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, Nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu, có cùng số chỗ ngồi. Theo quy định mới, mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm. Cụ thể mức thu đối với nhà đất là 0,5%, mức thu với súng xăng, súng dùng để tập luyện thi đấu thể thao là 2%, mức thu đối với tàu thủy kể cả xà lan, cano, tàu kéo,